trời mưa bên dòng sông Đục Ngầu chảy xiết, nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn túc trực đến tối mịt mong ngóng chờ đợi phép màu xảy ra. Chị Dương Thị Hạnh mắt đỏ hoe, ngóng tin của em trai là anh Dương Công Chiến làm lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phong Châu. Chị Hạnh cho biết mọi người trong nhà nghe tin đã bị sốc và không thể đến đây được. Một mình chị cố gắng gượng chạy xe máy lên hiện trường vụ sập cầu và hy vọng có điều thần kỳ. Chị Hạnh nói cầu mong có điều thần kỳ với em tôi, bố mẹ bị bệnh, vợ yếu, khi nghe tin đều bị sốc, không thể chịu được, đã ngã quỵ. Thực sự hy vọng là mong manh vì người dân chứng kiến nói xe của em tôi ra đến mố thứ hai thì cầu sập. Theo chị Dương Thị Hạnh, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chiếc xe của em trai bà đã rơi xuống cầu. Chị Hạnh khóc nức thành tiếng khi xem clip, nói chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mà camera hành trình ô tô ghi lại là xe của em trai tôi, chắc chắn là nó đã rơi xuống cầu rồi. Định vị của xe cũng ở dưới cầu, chỉ không biết được bây giờ em tôi đang ở đâu. Anh em họ hàng đã tập trung ở đây đủ cả, chỉ duy nhất có vợ nó ở trung tâm y tế gần nhà. Vừa xem video, vợ nó đã khóc rồi ngất. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết ngồi đây, mong ngóng có phép màu xảy ra, dù biết tỷ lệ là rất thấp. Anh Chiến ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũng đang túc trực ở bờ sông Hồng, cạnh cầu Phong Châu, đầu Tam Nông để nghe ngóng thông tin từ em rể. Em rể anh Chiến là tài xế xe đầu kéo. Khuôn mặt bần thần, anh Chiến cho biết lịch làm việc của em rể anh nắm khá rõ. Cứ khoảng 10 giờ sáng hàng ngày, em trai anh sẽ lái ô tô đi qua cầu Phong Châu. Khoảng hơn 10 giờ ngày 9 tháng 9, gia đình anh Chiến nắm được thông tin cầu Phong Châu sập nên gọi điện cho em. Tuy nhiên, không ai có thể liên lạc được với nam tài xế. Qua liên lạc với công ty của em trai anh Chiến đang làm việc, gia đình được biết định vị cuối cùng của chiếc xe là ở cầu Phong Châu. Khi nghe đến thông tin này, anh Chiến và cả gia đình thêm rụng rời tay chân, lo lắng khôn nguôi. Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Chiến vẫn chưa có thông tin gì mới về em rể. Nhìn xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết, anh Chiến bần thần. Theo thống kê ban đầu, có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi trong vụ sập cầu Phong Châu. Nhớ lại giây phút cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập hai nhịp giữa. Anh Ngô Văn Khanh, sinh năm 1998, trú tại thôn 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào thời điểm đó, anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to, cầu sập rồi. Ngay lập tức, anh chạy ra ngoài nhìn về phía thượng nguồn. Lúc này cây cầu có tuổi đời 29 năm đã bị sập toàn bộ hai nhịp giữa. Sau đó, anh đã phát hiện một nạn nhân đang chơi với giữa dòng nước lũ chảy xiết. Ngay lập tức, anh chạy xuống đò, bơi ngược ra giữa dòng để ứng cứu. Anh Khanh chính là người đã cứu được nạn nhân Phan Trường Sơn ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Khi được hỏi về câu chuyện cứu người trong vụ sập cầu Phong Châu, anh Khanh nhớ lại: lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu, rồi tức tốc lái thuyền chạy ra cứu người. Quan sát xung quanh, anh Khanh thấy dòng nước xiết đục ngầu đang cuốn theo nhiều cây gỗ và rác. Vài phút sau, anh nhìn thấy anh Sơn đang cố gắng bám víu vào một thân cây, chơi với vật lộn giữa dòng nước lũ. Nạn nhân đã bị rơi cả người và xe máy xuống sông khi cầu sập. Không nghĩ nhiều, anh Khanh lập tức cùng hai người khác chèo thuyền ra ngoài dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh kể: chưa bao giờ tôi dám chèo thuyền ra dòng nước lũ chảy xiết như vậy. Nếu không may, dòng nước cuộn xoáy sẽ cuốn cả thuyền đi. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều. Trong khi hai người khác chèo thuyền, tôi đứng ra mũi thuyền để kéo người gặp nạn lên thuyền. Chiếc thuyền chỉ dài 7 mét, rộng chừng 1 mét, nên việc di chuyển dưới dòng nước cũng khó khăn. May mắn chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đến vị trí nạn nhân. Lúc này, anh Khanh cầm lấy tay nạn nhân rồi lôi thấp lên thuyền, thì chiếc thuyền cũng chao đảo theo. Anh Khanh kể, anh ấy rất hoảng sợ, lên tới bờ anh ấy vẫn run, không nói được, không nhớ gì. Phải mất khoảng 10 phút, anh ấy mới đọc được điện thoại người nhà để tôi thông báo. Khi được hỏi, anh đã nghĩ gì khi lao ra giữa dòng nước dữ để cứu người? Người hùng 26 tuổi cho biết, bản thân khi đó gần như làm việc theo bản năng. Trong đầu anh khi đó chỉ có ý muốn nhanh nhất đưa được nạn nhân lên bờ. Nằm trong phòng cấp cứu của trung tâm y tế huyện Tam Nông, nạn nhân Phan Trường Sơn, ngụ tại khu 10, xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu. Cụ thể, anh Sơn cho biết, khi đang đi trên cầu, anh nghe thấy tiếng quỳnh quỳnh, rồi trong chớp mắt thấy mình rơi tự do xuống sông. Anh thấy mình chìm rất sâu nên cố gắng ngoi lên mặt nước. Lúc đấy, mặc dù đã ngoi đến mặt nước, nhưng anh vẫn không dám nghĩ mình còn sống để trở về vì nước chảy quá xiết. Ngay sau đó, anh Sơn may mắn bám được vào một thân cây chuối. Trôi theo dòng nước khoảng từ 4 đến 5 km thì anh được người dân di chuyển ra cứu. Ông Ngô Văn Huấn, bố của anh Khanh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi cái cầu hàng ngày mình đi qua đã đổ sập, cuốn trôi nhiều người chưa rõ tung tích. Ông Huấn chia sẻ, sáng ngày 9 tháng 9, ông vừa di chuyển qua cầu Phong Châu được 10 phút thì nghe tin cầu sập. Ông đã gọi điện cho vợ, con để ra sông canh, nếu người bị nạn trôi qua thì cứu. Lúc ấy trời đồng nhìn vũ ra, tức tốc chạy về phía thuyền của gia đình neo đậu để hỗ trợ. Cuối cùng, con trai ông chỉ cứu được một người. Dù lúc đó cả gia đình đã túc trực ở bên sông, nhưng không thấy nạn nhân nào nữa. Anh Thanh nói, có nhiều người hỏi thăm về việc anh cứu người,
giành lời tán thưởng. Thế nhưng anh nghĩ rằng mình cứu người thì sau này mình gặp nạn cũng sẽ có người cứu mình. Giúp được ai điều gì thì nên giúp. Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cho hay cầu Phong Châu vượt sông Hồng tại km 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ được đưa vào khai thác năm 1995. Cầu được làm bằng thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực với quy mô vĩnh cửu. Cầu Phong Châu có phần đường xe chạy rộng 7m, lề người đi bộ mỗi bên rộng 1m, tổng bề rộng mặt cầu 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp, được bố trí theo sơ đồ 4x33+66+64+80+21m, gồm các nhịp 33m là nhịp dầm bê tông cốt thép N1 đến N4 và các nhịp dàn thép N5, N6, N7. Các trụ cầu T1 đến T7 bằng bê tông cốt thép MAC 250. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô thay 4 dầm nhịp bê tông cốt thép thường bằng 4 dầm nhịp bê tông cốt thép giữ ứng lực, dán sợi thủy tinh và sợi carbon ra cường dầm T33 các nhịp 1, 2, 3, 4, thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, han rỉ, tẩy rỉ bằng phun cát, sau đó quét sơn chống rỉ cho phần của hệ dàn thép, sửa chữa mặt cầu bằng bê tông cốt thép và thảm bê tông nhựa dày 5cm.